Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Putin bị cáo buộc dùng máy bay không người lái thả vũ khí hóa học ở Ukraine. Nga bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở thành phố cảng Mariupol của Ukraine đã bị lực lượng Nga bao vây từ hơn một tháng qua. Ngoại trưởng Liz Truss cho biết Anh và các đồng minh khác đang làm việc khẩn trương để xác minh các chi tiết của vụ tấn công hóa học của Nga ở Mariupol, bởi đây có thể là rắn ránh đỏ để phương Tây cử lực lượng tham chiến. Đây là hình ảnh các lực lượng Nga đã tấn công nhà máy sắt thép Azovstal, nơi quân lính Ukraine được cho là đang chiến đấu vững vàng từ bên trong. Một tiểu đoàn của Ukraine tuyên bố rằng các binh sĩ đã bị trúng một hóa chất không xác định, khiến những người lính của họ chóng mặt và suy hô hấp. Trước đó, trong một tháng đăng trên báo mạng Telegram được AFP trích dẫn, trung đoàn Azov của Ukraine hiện cố thủ ở Mariupol đã tuyên bố rằng một máy bay không người lái của Nga đã thả chất độc hại vào binh lính và dân thường ở Mariupol. Một số những người mắc phải các bệnh về đường hô hấp và thần kinh. Ngoại trưởng Anh Liz Truss cảnh báo bất kỳ việc sử dụng vũ khí nào như vậy sẽ là hành động leo thang nhẫn tâm trong cuộc xung đột này, và chúng tôi sẽ buộc Putin và chế độ của ông ấy phải giải trình. Bộ trưởng các lực lượng vũ trang James cho biết quân đội Anh và các nước phương Tây khác có thể được triển khai tới Ukraine để đáp trả hành động này của nhà độc tài Putin. Hoa Kỳ cho biết họ đang cố gắng xác minh các tin tức. Bộ trưởng Quốc phòng Anh James thì nói nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học thì tất cả các phản ứng đáp trả đều sẽ được cân nhắc. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Quốc phòng Anh James. Bộ Quốc phòng Nga chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Reuters. Hãng thông tấn Interfax thì đưa tin lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền Đông phủ nhận sử dụng vũ khí hóa học ở Mariupol. Nhưng nếu đúng là Nga sử dụng vũ khí hóa học, nó sẽ đánh dấu một bước đi mới nguy hiểm kể từ khi ông Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân xâm lược ở Ukraine, đem đến cái chết của hơn 10.000 binh sĩ của Nga và hàng chục nghìn thường dân và binh sĩ của Ukraine và tàn phá rất nhiều những thành phố khác nhau ở nước này. Một vị tướng thân Nga ở Donbass, ông Eduan, nói với kênh truyền hình nhà nước Nga rằng các lực lượng Ukraine còn lại ở Mariupol đang cố thủ tại nhà máy Azovstal và rằng Nga nên bao vây nhà máy và hút những con chuột chũi Ukraine ra khỏi lòng đất. Bộ Quốc phòng Anh trước đó đã lưu ý rằng Nga có thể chuyển sang sử dụng bom phốt pho chết người trong bối cảnh nỗ lực phá vỡ các ổ đề kháng ở Mariupol. Người trong số họ là dân thường cũng rất nhiều. Phát biểu vào hôm 11 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết bất kỳ việc sử dụng vũ khí hóa học nào cũng sẽ đánh dấu một giai đoạn khủng bố mới chống lại Ukraine và kêu gọi các quốc gia phương Tây trang bị cho lực lượng Ukraine những vũ khí cần thiết để họ có thể tự bảo vệ được đất nước. Thật không may, chúng tôi đã không nhận được nhiều như những gì chúng tôi cần để kết thúc cuộc chiến tranh này sớm hơn. Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói như vậy. Và gần đây, rất nhiều các vị lãnh đạo cấp cao của các nước phương Tây đã lần lượt đến thăm Ukraine để chia sẻ tình đoàn kết với họ. Tổng thống Ukraine nói tiếp, tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có được hầu hết mọi thứ chúng tôi cần, nhưng lúc này thì không chỉ có thời gian đang bị mất đi. Sinh mạng của người dân Ukraine cũng đang bị mất đi, những sinh mạng không còn có thể quay trở lại được nữa. Vào tháng trước, Tổng thống Biden của Mỹ cũng cảnh báo rằng NATO sẽ đáp trả nếu như Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Biden. Các nhà lãnh đạo phương Tây thì ngày càng tăng lo ngại rằng Putin sẽ sử dụng vũ khí hóa học khi cuộc xâm lược của ông ta có nguy cơ thất bại. Được biết gần đây, tại Nga, Tổng thống Putin cũng đã bãi chức rất nhiều các nhân viên tình báo cấp cao của mình. Cũng theo các nhà chức trách Ukraine, 90% thành phố nơi sinh sống của 400.000 người trước chiến tranh đã bị phá hủy hoặc hư hại sau một tháng pháo kích nặng nề. Và ít nhất 300 người trú ẩn tại một nhà hát trong thành phố đã thiệt mạng do một cuộc không kích của Nga vào tháng trước. Nhà hát được các gia đình sử dụng làm nơi trú ẩn đã bị đánh bom, mặc dù được đánh dấu rõ ràng rằng có từ trẻ em
viết bằng tiếng Nga rất lớn, có thể nhìn thấy từ trên không. Quân đội Nga cũng tháng trước cũng đã biến một trường học thành đống đổ nát. Hơn 400 thường dân đang trú ẩn khi tòa nhà của trường học bị tấn công bởi tên lửa nhiệt áp THOS-1A, loại bom có thể làm tan chảy nội tạng của con người. Một cuộc không kích khác đánh trúng một bệnh viện phụ sản trong thành phố cũng đưa đến cái chết của nhiều phụ sản đang sắp sửa sinh con tại đây. Tổng thống Ukraine Zelensky thì nói, khi các công dân của thành phố cảng đã bị thảm sát, điều này sẽ đi vào lịch sử như một tội ác chiến tranh khôn lường và sẽ được ghi nhớ trong nhiều thế kỷ tới. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky, người đã thể hiện tính dũng cảm trong suốt quá trình thời gian vừa qua, chỉ huy kháng chiến chống lại quân đội Nga xâm lược. Chính quyền địa phương cũng cho biết cuộc bao vây đã khiến ít nhất 2.300 người thiệt mạng. Một số người phải chôn cất trong các ngôi mộ tập thể vì các cuộc pháo kích liên tục khiến lễ tang không thể diễn ra. Nói về những gì còn lại của con phố sầm uất một thời, cảnh sát Mariupol Michel cho biết trẻ em, người già đang chết dần, thành phố bị phá hủy và nó đang bị xóa sổ khỏi khuôn mặt của trái đất. Và trận chiến giành Mariupol đang đi đến giai đoạn quyết định với việc lính thủy quân lục chiến Ukraine tập trung tại khu công nghiệp Azovstal. Nếu Nga chiếm được Azovstal, họ sẽ có toàn quyền kiểm soát Mariupol, thành phố quan trọng nằm giữa các khu vực do Nga nắm giữ ở phía Tây và phía Đông. Thành phố đã trở thành hoang phế sau nhiều tuần hứng chịu các cuộc oanh tạc của Nga và hàng nghìn thường dân có thể đã thiệt mạng tại đây. Cho đến nay, khoảng 1/4 trong số 44 triệu dân số của Ukraine đã bị buộc rời khỏi nhà cửa vì chiến tranh. Các thành phố trở thành đống đổ nát và hàng ngàn người đã thiệt mạng hoặc bị thương. Và con số này không dừng lại ở đây. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Châu Âu phối hợp với Tòa hình sự quốc tế điều tra Putin về tội ác chiến tranh ở Ukraine. Châu Âu sẽ thảo luận về sự hỗ trợ của họ đối với các cuộc điều tra tội phạm chiến tranh ở Ukraine tại cuộc họp kéo dài 2 ngày, mùng 10 và mùng 11 tháng 4, với công tố viên trưởng của Tòa án hình sự quốc tế. Ủy ban châu Âu cho biết vào hôm 9 tháng 4, theo hãng thông tấn AFP. Ủy ban châu Âu cũng cho biết là ông Karim Khan, công tố viên trưởng của Tòa hành sự quốc tế, sẽ gặp người đứng đầu bộ phận ngoại giao của châu Âu là ông Joseph Borrell tại Luxembourg vào hôm 10 tháng 4 và sau đó sẽ làm tham dự một cuộc họp các ngoại trưởng 27 thành viên của Liên hiệp châu Âu cũng được tổ chức tại Luxembourg. Đây là hình ảnh công tố viên trưởng Tòa hành sự quốc tế ông Karim Khan. Các cuộc họp nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Liên minh châu Âu cũng được nêu trong một tuyên bố của nhóm G7 hôm thứ Năm đối với các cuộc điều tra về tội ác ở Ukraine do Nga gây ra, với sự nghi nhận về các vụ giết người ở thị trấn Bukha gần Kiev. Chính phủ Ukraine và một số nước châu Âu cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về các vụ giết người dã man và phạm tội ác chiến tranh, mặc dù Moscow luôn phủ nhận điều đó. Các quan chức hàng đầu của châu Âu đã thận trọng hơn, đề nghị một quy trình hợp pháp và chờ đợi kết quả của các cuộc điều tra tội phạm chiến tranh do cơ quan công tố Ukraine tiến hành với sự giúp đỡ của Tòa án hình sự quốc tế, Liên hiệp châu Âu và Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đến Bukha vào thứ Sáu ngày 8 tháng 4 cùng với ông Joseph Borrell. Khi rời Ukraine hôm thứ Bảy, đã nêu lên câu hỏi rằng nếu đó không phải là tội ác chiến tranh thì tội ác chiến tranh là gì? Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng cần phải tiến hành một cuộc điều tra nghiêm ngặt để đảm bảo các buộc tội tội ác chiến tranh có thể được chấp nhận được trước tòa. Đây là hình ảnh bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Công tố viên Karim Khan cho biết vào đầu tháng trước, Tòa án hình sự quốc tế có trụ sở tại La Hay đã mở cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh có thể xảy ra kể từ tháng 3. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa các cơ quan hợp tác tư pháp của châu Âu và các tổ chức của tòa án để tham gia nhóm điều tra chung, theo Ủy ban châu Âu chia sẻ. Và châu Âu hiện đang cung cấp 7,5 triệu euro, tương đương với 8,2 triệu USD để đào tạo các công tố viên Ukraine điều tra tội ác chiến tranh.
cũng theo hãng tin AFP. Việc giám sát các tội ác có thể được xảy ra trong chiến tranh được tăng cường vào thứ Sáu với cuộc tấn công tên lửa vào một nhà ga ở miền đông Ukraine với những người thường dân đang chạy trốn và cuộc tấn công đáng sợ của Nga, trong đó có 52 người đã thiệt mạng. Người đứng đầu của Ủy ban Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet cũng cho biết văn phòng của bà cũng nhận được những cáo buộc đáng tin cậy rằng các lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng bom đạn chùm ở các khu vực đông dân cư. Và Liên Hiệp Châu Âu đã thành lập một nhóm điều tra chung với người Ukraine để thu nhập bằng chứng ở Bucha và những nơi khác đã xảy ra các tội ác và hành vi tội ác chiến tranh, sẽ có sự tham gia của các chuyên gia từ các nước châu Âu tới cùng điều tra. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông Joseph Borrell, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết, trong một cuộc họp truyền thống ở Kiev hôm thứ Sáu cùng với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng chúng tôi đang chứng kiến tội ác chiến tranh và chúng tôi sẽ giúp bạn. Chúng tôi sẽ giúp công tố viên Ukraine trình bày các bằng chứng trước tòa án hình sự quốc tế. Một phát ngôn viên của Ủy ban cho biết rằng đang có các cuộc đàm phán giữa các cơ quan hợp tác tư pháp của châu Âu và tòa án hình sự quốc tế để hợp lực và để tòa án là một phần của nhóm điều tra chung. Ngoài ra, 10 trong số 27 quốc gia thành viên của châu Âu đã mở các cuộc điều tra quốc gia về những tội ác cáo buộc Nga ở Ukraine, ông nói. Người phát ngôn của Ủy ban cho biết điều quan trọng là chúng ta phải kết nối các điểm và làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng những kẻ chịu trách nhiệm về hành động tàn bạo và tội ác chiến tranh ở Ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cũng hôm 2 tháng 4, cựu trưởng lý tòa hành sự quốc tế Kade D kêu gọi tòa án nhanh chóng phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Vị công tố viên nổi tiếng thế giới với các vụ điều tra quốc tế về nạn diệt chủng ở Rwanda và về chiến tranh ở năm tư cũ hôm thứ Bảy ngày 2 tháng 4 thì khẳng định rằng Putin là tội phạm chiến tranh. Trả lời nhật báo The Times của Thụy Sĩ, thẩm phán Kalede, 75 tuổi, cựu trưởng lý tòa hình sự quốc tế hôm 2 tháng 4, nhấn mạnh việc ban hành lệnh truy nã quốc tế là điều cần thiết để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo khác của Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà họ đã gây ra ở Ukraine kể từ khi quân đội Nga xâm lược vào Ukraine 24 tháng 2 năm 2022. Đây là hình ảnh thẩm phán Kara D, 75 tuổi, cựu trưởng lý tòa hình sự quốc tế. Đối với cựu trưởng lý tòa, thì việc ban bố lệnh bắt giữ là tín hiệu cho thấy hoạt động điều tra đã được tiến hành và đây là công cụ duy nhất đang tồn tại cho phép bắt thủ phạm gây tội ác chiến tranh và đưa người này ra trước công lý quốc tế. Bà Kade giải thích việc ban bố lệnh như vậy không có nghĩa là Putin sẽ bị bắt, vì nếu Putin chỉ ở Nga, việc bắt ông ta sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng trách của tòa sẽ khiến Tổng thống Nga không thể rời khỏi đất nước này và đây sẽ là một tín hiệu quan trọng cho thấy có nhiều quốc gia chống lại Putin. Thẩm phán Kade cũng khẳng định với nhật báo Le Pen là tòa án phải tìm được các bằng chứng buộc tội các lãnh đạo cấp cao về chính trị, quân sự và điều khó khăn là làm sao đi đến tận cùng chuỗi mệnh lệnh để xác định ai đã lên kế hoạch và ra lệnh thực hiện những tội ác chiến tranh đó. Tổ chức Nhân quyền Quốc tế vào hôm 3 tháng 4 cũng cho biết đã tập hợp bằng chứng về các tội ác chiến tranh do quân đội Nga gây ra, trong đó có việc quân đội Nga vi phạm luật chiến tranh nhắm vào thường dân ở Ukraine, ở những khu vực mà họ chiếm đóng tại các vùng như Charkiv, Kharkiv và Kiev, và những vụ cưỡng hiếp và hành quyết người dân ở Kharkov, Bucha gần Kiev hoặc ở làng Stavit trong vùng Chernihiv.